trước á, đã lấy lên đây trước thì ai mà chẳng hạn mới đi sau đây thì đừng có ráng lấy vô, đi né ra ngoài cho người ta qua rồi mình hãy chui vô lại, đúng không? Chứ đừng có hai bên năm xéo vô thành xiên thịt quải lắm. Ai tới trước thì cứ như luật giao thông, ai tới trước mình nhường cho nó qua đi rồi mình đi bên hông, khi mà nó qua hết rồi mình chui vô. Rồi, ok nhớ nha. Rồi, ok.